Vâng, hiệp 2 trận đấu giữa FC Real Tomama và FC An Nam xin phép được bắt đầu. Ở hiệp 2 này thì FC Real Tomama bảo vệ cầu môn bên phía trái màn hình của các bạn. FC An Nam bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Giang đẩy lên thì đưa lên rồi. Đá giữa sân thôi. Không phải hậu vệ đâu. FC Tomama đã bắt đầu dâng cao đội hình. Tiền đâu? Đã có lỗi. Không được bắt. Không, chạy bóng đâu, nó vừa nó phá mà. Phá là chuyền. Phá đâu, quả chuyền về, muốn bắt qua đỡ mới ăn được. Chuyền về sao mà vừa cho bóng chuyền về được. Chuyền thấy. Mua ra lên sút nè. Đây sẽ là một cơ hội dành cho FC Real Tomama. Trường Giang sẽ là người thực hiện pha xuất phạt. Sai lầm Ngọc Hoàng. Quả này không vào đường về nè. Không biết Trường Giang hay là Ngọc Hoàng nữa. Ngọc Hoàng là người xuất phạt. Rất tiếc. Chẳng nha. Thầy trò và huấn luyện viên ông Lê Xuân Hiệp còn 14 phút nữa để tìm kiếm một bàn thắng để bám sát đội đang dẫn đầu là GP Văn Thành. Trường Giang. Tập trung vào trận đấu không nhiều bạn á. Toàn một phút Trung Đức đón bóng. Trung Đức tận dụng. Không được rồi. Phản công dành cho đội bạn. Trường Giang tỏ ra khá thất vọng. Minh Vương. Chuyển bóng cho Hào Hùng. Đưa bóng vào. Rất tiếc là không biết Hào Hùng chuyển bóng cho ai nữa. Em mấy mấy phút rồi? 3 phút đây. Vâng, huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp tỏ ra khá là nóng ruột. Trường Giang. Xuân Tuấn. Mất bóng rồi. Phạt góc dành cho Real Tomama. Người thực hiện phạt góc là tiền đạo Xuân Tuấn. Xuân Tuấn đưa bóng vào. Đá bóng chán phạt góc mấy ông thì không thể phạt được. Không ạ, không thể lên được. Cái trò tranh nó phạt. Đá. Đá bị tránh này. Thành là người dễ bóng. Đá bóng nhiệt lên. Trọng tài đã giơ cờ lên việt vị. Mẹ đá như kiểu ru ngủ. Đề nghị anh Quang Huy giữ bình tĩnh. Đây là trên sóng truyền hình anh nhá. Đá hơi hà hợt cái sợ bóng.
Hiệp 2 diễn ra có vẻ hơi chậm. Minh Vương mất bóng rồi. Đá những kiểu này lại thua tiếp. Hoàng Dương là đón bóng. Trung Đức. Giờ kia, giờ kia, giờ kia. Giờ kia. Trung Đức lên bóng. Vẫn là Trung Đức. Chiến thắng Trung Đức. Rồi. Bao ông ơi. Bao. Rất tuyệt vời. Điệt. Số mấy nhỉ? Số 3. Vâng, Hà Hùng có lẽ là người mang lại niềm tin đến dành cho các cổ động viên và cũng như là đội bóng. Làm gì ồn ào kìa. Đấy. Anh mừng á. Phút thứ 6 và tỷ số trận đấu đang là 1-0 về phía FC. Ông kịp mà không nói. Đây là hiệp 2 mà. Ơ, 2 số 3. Ai số 3 đây hả? Số 3 mà. 2 số 3. Số 3, số 3. Đội mình 2 số 3. Đội mình 2, 3, 2, 9. Đội mình 4 hay số 3? Đội 3. Số 13 mà ghi. Số 3, số 3 mà. Chắc vào. Ơ, nãy Dũng Huy vào sân mà. Anh béo đâu rồi? Anh béo đây. Không áo. Áo. Còn 8 phút. Áo kia là tao, áo tôi hết rồi, số 6 tôi hết rồi. Đúng rồi. Ít thế. Trọng tài đã đổi rồi. Đổi số 6 rồi, đổi số 6 rồi, bảo số 6 đây. Cầm cầm nó vào chạy vào. Cầm vào. Số 6 rồi, số 6 rồi. Cầm vào. Ôi, ít thế. Dạo thì mới thức được. Có người không mặc được đâu. Chạy vào đấy không tiến. Hú hú gì? Xuân Tuấn à? Đồng cảm với mặt đấy. Vâng, Trường Giang đã bị đau. Cầu thủ năng nổ nhất trên sân. Thật sự trận đấu ngày hôm nay rất đáng khen cho Trường Giang. Sao đấy? Bác sĩ à? Sao cả, sao cả. Đá phạt dành cho Real Obama và người thực hiện sút phạt là Hào Hùng. Hà Hùng cũng chính là tác giả của bàn thắng vừa rồi. Thanh ơi. Vâng, trọng tài. Ôi sao cái áo này anh? Không biết gì chuyện. Chút mặc áo này anh mặc. Áo em đó, coi cẩn thận nhá, rất áo đen đó. Thay người dành cho Ren Topama. Người ra khỏi sân là tiền đạo Xuân Tuấn. Thay vào đó là một tiền đạo khá đồ sộ. Quang Huy. Để tán bội. Quang Dương. Được vì Đức, Đức, Đức. Đồ phải đơn giản. Phải và qua người rất hay rồi, hay rồi. Kỹ thuật hay rồi, hay rồi. Trường Giang đón bóng. Trung Đức. Vâng, đồng đội Quang Huy đã gọi Trung Đức. Trung Đức đang dẫn bóng. Quang Huy sút luôn. Cái gì đây anh Huy ơi, cái gì đây? Vâng. Một pha xúc đất của Quang Huy. Hay rồi, hay rồi. Ok rồi. Về đi. 9 phút rồi. 9 phút rồi. Đào cái đường về họ phải dần đi. Còn 6 phút nữa. Mình thắng trận này. Thôi đừng cứ ép sân như này này. Cứ ép đi. Ép được cứ ép thôi. Đá luôn cái mũi. Bin dành cho Real Obama. Trận này Real Obama cần lắm một chiến thắng để có thể bám sát đội đang dẫn đầu là JP Việt Nam JP. Quang Huy. Ngọc Hoàng. Theo luôn. Theo sát em. Theo sát vào cho anh. Theo sát vào. Ám sát.
bóng đã ra ngoài. Năm mươi làm gì căng thế? Không có kẻ nhau nhá. Dừng. Nó đánh đội mình trước mà. Tôi xịt. Nó đánh trước. Trung Đức. Ôi Hào Hùng, sút rồi. Rất tốt, chúc mừng Hào Hùng. Anh đã lập bàn thắng thứ hai liên tiếp. Sai lầm khi để Tuấn lâu trong sân. Đúng rồi. Vâng, Hào Hùng sở hữu với mái đầu lạnh. Có thật là anh bứt tốc rất tốt. Này đã bảo là hiệp 2 rồi. Hiệp 2 là đây ông nội. Trong bóng đá những người đầu chọc luôn là những người biết tỏa sáng. Và hôm nay Hào Hùng đã chứng minh điều đó. Tào Quang, Trường Giang, đá bật nhớ với nhau ở nhà thôi, không cần lại lên ép tiếp nữa. Minh Vương. 3-1 chưa nhỉ? 3-1 đúng không? 3-1 cho nên là không cần nhiều bàn thắng đâu. Mệt rồi, mệt lắm đấy. Rồi, cánh nhà anh Đức ơi, lui cánh đi luôn. Anh ấy không đến được không? Phút thứ 26 và tỷ số trận đấu đang là 3-1 nghiêng về phía FC Real Tobama. Và để mất bóng hơi hở của Trung Đức. Sao đâu. Tại ra ký hiệu không có vấn đề gì. Nhiều bóng đây. Trận đấu vẫn tiếp tục xảy ra. Có trọng tài. Bác sĩ đâu? Vâng, cầu thủ bên Real Tobama đã bị đau. Phần y tế đâu rồi? Trường Giang nó bị đau. Trường Giang đã bị đau. Vẫn tiếp tục bắt đầu. Trường Giang đã ra khỏi sân. Người vào thay cho Trường Giang là Đăng Liêm. Với thân hình khá giống Trường Giang. Văn Ngọc. Cứ bình tĩnh nhá. Còn 2 phút nha. Lên luôn. Đủ giờ nữa mà. Có gì? Quang Huy tấn công! Vào nào Quang Huy ơi! Sút đi! Trời ơi! Pha lên bóng là khá lề mề của Quang Huy. Không những mông to, bụng còn to. Đừng để 2 phút, mình phải ghi thêm 2 bàn nữa. Phút thứ 14 của hiệp 2. Và trận đấu đang là 3-1 nghiêng về phía Real Tobama. Tưởng như nụ cười đã được hé trên môi của huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp. Trung Đức! Vào! Trời ơi! Rút con dọc. Lúc này lại sút con dọc nhỉ? Tí nữa thì Hào Hùng lại lập một cú gọi là cái gì nhỉ? Hay trích à? Siêu phẩm. À hay trích. Đúng rồi, ngôn ngữ bóng đá. Lại được ăn cái quả cua phá lưới. Cánh ơi! Cánh ơi đây. Cánh dương ơi, về cánh dương ơi. Số 8 đây. Việt vị. Phản công như đôi bạn. Việt vị ơi, số 8 Việt vị ơi. Trọng tài đã phất cờ Việt vị. Vâng, thời gian trận đấu hiệp 2 sắp kết thúc. Có lẽ tôi sẽ gửi lời chúc mừng đến huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp. Không biết huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp có theo dõi màn hình không? Minh Vương.
Đăng Liêm. Chuyển lại cho Minh Vương. Đăng Liêm. Văn Ngọc. Hết giờ. 15 phút rồi. Bây giờ mà. Huy béo để gây sự chú ý rồi. Ngọc Hoàng. Rồi, Hồng ơi. Lại quá thứ ba, Hồng ơi. Wow. 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 Trời ơi. Mẹ cái bụng phải ra rồi. Có lẽ là tại cái vũng bùn mà quả bóng nó không thể lăn được nữa. Đấy dễ quá, không đi vào. Vâng, Hào Hùng. Cái vũng bùn đấy là bị hai quả. Rất tiếc cho anh. Đàm Di Châu ấy. Tí nữa có phải là ăn cái quả mua pha lưới rồi không? Nhìn Vông Huy béo kìa. Di Châu nó kiểu như cái bông châu ấy. Sao phải chơi đấy. 16 phút 30 giây. Vâng, về bớt đi. Dĩ biến trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Tình như cơ hội sẽ không còn đối với FC An Nam nữa. Trận này mình đá luôn à? Trận sao chưa? Tôi làm đội nào đá nữa? Nhân tay đây kìa. Trận tay rồi. Áo vàng mới được. Đã có lỗi. Bóng đã vào tay cầu thủ bên phía FC Real Tobama. Cơ hội cuối cùng dành cho FC An Nam. Anh Đức về anh ơi. Sao đâu hết. Pha bắn bóng vào. Phá lên luôn. Thế Duyệt là người bóng lên. Ui giải ông. Hào Hùng tiếp tục. Thải luôn nhỉ. Huy ông dám ngáng khăn nhỉ. Ngọc Hoàng đã lấy được bóng. Chân chọc ra đi. Chạy đi. Chuyền bóng lên cho Trung Đức. Bình tĩnh thôi. Trung Đức ơi, giữ bình tĩnh nào. Giữa này. Không được rồi. Tôi vừa mới nói anh ấy bình tĩnh thì anh ấy lại vô duyên. 3 người. Hết ra rồi. Phản công dành cho đội bạn. Bù giờ, đâm bù giờ. Ông đang, vâng, trọng tài đang chuẩn bị đút còi vào mồm. Vâng, trọng tài chuẩn bị đút còi vào mồm. 1 2 2 rồi mình chưa thổi. 3 3 vẫn chưa thổi. 4 Rất lì. Và vừa thôi. Hết giờ. Trung Đức. Trả đi. Vâng, trọng tài người Indonesia ông Đào Ngọc Hải đã tới quầy kết thúc trận đấu giữa FC An Nam và FC Real Tobama. Và tỷ số. Tỷ số giữa hai đội là 3-1 nghiêng về với FC Real Tobama. Hay quá. Vâng. Xin chúc mừng các cầu thủ Real Tobama. Một không khí rất gì là hào hứng. Yeah. Ờ, sau đây là số hình ảnh nhìn 5 phút dành cho quảng cáo.